bạn thắc mắc tại sao khi tập tay và bụng rất nhiều thì nó vẫn không nhỏ, hoặc là khi tập mông rất nhiều mà nó vẫn không to. Liệu những bài tập có hiệu quả hay không, hay là do mình đang luyện tập sai cách? Thì nguyên nhân là như thế này các bạn. Sở dĩ tay và bụng của chúng ta to hoặc là đùi to là do mô mỡ. Dù các bạn có luyện tập nhiều đến cách mấy, chừng nào các bạn chưa đốt được lớp mỡ dưới da thì chừng đó tay, bụng, đùi của các bạn vẫn còn to. Có thể khi các bạn luyện tập như vậy thì phần cơ của các bạn đã được săn chắc và dày hơn. Tuy nhiên nếu như phần mỡ không được giải quyết thì lúc này thay vì nhìn thon thì chúng ta nhìn sẽ trông có phần hơi thô kệch hơn. Vậy nên chỉ cần các bạn thiết lập cho mình một chế độ ăn hợp lý, những bài tập để đốt mỡ toàn thân, những bài tập để phát triển phần cơ bắp của mình thì chắc chắn các bạn sẽ đạt được body như mình mong muốn. Ở đây có một điều Hà Liên cần lưu ý đến với các bạn, đó là khái niệm đốt mỡ toàn thân và khái niệm đốt mỡ cục bộ. Đốt mỡ toàn thân ở đây đó là khi các bạn luyện những bài tập về cardio như Tabata, HIIT, Glutes thì chỉ số mỡ toàn thân của các bạn sẽ giảm, ví dụ như giảm tay thì giảm cả ngực, mông và đùi và bụng. Và khi các bạn muốn cơ thể của mình có những điểm nhấn, ví dụ như đường cong hình chữ S chẳng hạn, thì các bạn bắt buộc phải tập từng phần trên cơ thể của mình. Ví dụ như tập tay thì tay sẽ săn chắc lại, tập mông thì mông sẽ to ra. Đây đều là những tác động thuộc về cơ bắp, cho nên khi cơ bắp của khu vực nào trên cơ thể được tập thì nó sẽ hỗ trợ đốt mỡ mạnh mẽ hơn khu vực đó. Vì cánh tay của bạn có trở nên thon hơn hay bụng của các bạn có thể trở nên săn đẹp hơn là phụ thuộc vào quá trình đốt mỡ toàn bộ và những bài tập bạn nhấn riêng cho những khu vực đó. Cho nên sẽ không hề có quá trình đốt mỡ cục bộ nha các bạn.